Ok, và mình chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình sẽ yên ngay. Và hôm nay mình sẽ unbox cái remote mới của mình ha. Ok, và cái remote cũ của mình nó cổ lỗ xỉ quá rồi. Mình bấm chả được gì, chỉ được cái nực. Bây giờ mình sẽ bóc ra ha. Mình khó bóc tí xíu. Dạ ui, bóc được rồi. Và cái điểm mất quá đẹp kinh khủng nè. Wow, thì mình bóc ra coi sao. Wow, khá là đẹp ha. Giờ mình sẽ đi xuống giùm. À, mình sẽ lắp pin vào đây ha. Nó khá là đẹp. Mình cũng quen với cái kiểu gì rồi. Okay, mình sẽ để đây. Mình sẽ đóng mình lắp pin vào ha. Chả có pin gì để sợ. Cái lưỡi của tôi sẽ đây, sắp đây. Các bạn có thể đợi mình đục và lắp pin vào cái gì mới. Rồi xem xong đã rồi đúng không? Giờ ra lấy pin thôi. Pin trong cái mắt rồi. Cái đôi mắt cũ rồi cảm không chịu. Không chết. Mình sẽ quay cái đẹp mắt này đi. Rồi, chủ nghiệm luôn ha. Yes. Đây, trơn trụ lắm. Trơn lắm. Ấy, bấm được. Đó. Chị cho sướng hơn. Đó, ok. Rồi, ok, cũng được rồi. Thôi, là mình chụp tất cả cái này. Bye bye. Quỷ.